Minh Đường Tử Vi xin mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Quý Tỵ, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thìn Lao, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trần, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh Trường Lưu Thủy, ngày Quý Tỵ tức can khắc chi, nghĩa là thủy khắc với hỏa. Về nạp âm Trường Lưu Thủy, kỷ tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày Tỵ lục hợp với Thân, tam hợp với Sửu và Dậu thành kim cục, xung với Hợi hình Thân, hại Dần, phá Thân và tuyệt tí. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Địa Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Ngũ Phú tốt mọi việc, sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Yếu Yin tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao lục hợp tốt mọi việc, sao kim đường hoàng đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa xấu mọi việc, sao kiếp sát kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao địa phá kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thần cách kỵ về tế tự, sao lôi công xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao thổ cẩm kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ báo hiệu vận trình của bạn trong ngày hôm nay lên cao phơi phới. Lúc này với bạn tuổi Tý, nếu như có dự định nào đang ấp ủ thì nên tiến hành càng sớm càng tốt bạn nhé. Trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý, cua đường tài lộc của bạn cũng tăng tín ầm ầm, nhất là đối với những người làm kinh doanh buôn bán, có được một ngày buôn may bán đắt, tiền bạc ào ào đổ về nhà, bản mệnh chẳng phải lo phiền về chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Tuy nhiên trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành thủy hỏa bất dung, điều này sẽ gây ra không ít cản trở trên cua đường tình cảm của bản mệnh. Và trong ngày này, với bạn tuổi Tý không được may mắn khi nói tới chuyện yêu đương, bạn cần phải bình tĩnh và tìm thời cơ thích hợp để bày tỏ tình cảm của mình. Về câu quýt cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, vận trình lên cao nên tranh thủ thực hiện những dự án mà bạn đang ấp ủ. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, cua đường tài lộc có được sự tăng tín ầm ầm, tiền bạc dư dả. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, kinh doanh buôn bán buôn may bán đắt, không phải lo về cơm áo gạo tiền. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, đào hoa ám đạm, cua đường tình cảm có nhiều trắc trở. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc,
không nên bày tỏ tình cảm vào thời điểm này. Vậy đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 70, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu cải thiện được tình cảm hiện tại của mình. Với bạn tuổi Sửu, bạn đánh giá cao sự cố gắng của chồng hoặc là vợ của mình, thúc đẩy người ấy khắc phục những điểm yếu bằng sự kỷ luật khi vấp phải những lỗi lầm trước đó. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thiên ấn ghé thăm. Điều này cho thấy dường như thời vận đã thay đổi, cơ hội sẽ đến gần hơn với bạn tuổi Sửu. Vậy thì đây chính là lúc để biến những ước mơ thành hiện thực. Với bạn tuổi Sửu đừng có bỏ lỡ vận may đến với mình bạn tuổi Sửu nhé. Trong ngày này, bạn tuổi Sửu cũng đang gặp được ngày có hỏa thổ tương sinh. Điều này còn cho thấy về phương diện sức khỏe của bạn cũng đang khá là tốt. Với bạn tuổi Sửu có năng lượng dồi dào để xử lý được rất nhiều các vấn đề trong cuộc sống. Thậm chí, bạn còn có thể giúp đỡ được rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim nên tiếp tục cố gắng, không vội hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy tạo ra sự thân mật cùng một nửa của mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa càng chủ động, bạn càng kiểm soát được tình hình tốt hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ tìm được giải pháp cho vấn đề mà bạn đang gặp phải. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, hãy kích thích sự tò mò của người ấy. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 78, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Dần khó có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Với bạn rất tức giận, chỉ muốn bỏ cuộc giữa chừng. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Dần, đừng có từ bỏ việc đạt được những gì mà bạn mong muốn. Bạn hãy bảo vệ lập trường của mình và luôn luôn kiên định với mục tiêu mà mình đã đề ra. Nhẫn nại sẽ giúp cho bạn đạt được phần thưởng giá trị trong tương lai của mình nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này sẽ mang lại báo hiệu tài lộc của bạn sẽ cải thiện một cách đáng kể. Thời buổi khó khăn như hiện nay thì với bạn tuổi Dần cần phải chớp lấy cơ hội của mình thật nhanh chóng, đừng có lãng phí. Hoặc là có thể trong ngày hôm nay có người sẽ nhận được tiền lương, tiền thưởng, đừng có vì vui quá mà mua sắm nhiều bạn tuổi Dần nhé. Và ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần cũng đang gặp được ngày có hỏa mộc tương sinh. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Dần là bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình. Bạn và người ấy có thể cùng nuôi dưỡng ước mơ cùng nhau. Việc này giống như là bảo hiểm an toàn cho hôn nhân của bạn. Hai người hãy cùng chia sẻ những ước mơ trong tương lai của mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy hãy dũng cảm hơn khi đứng trước các cơ hội. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa tránh việc kiện tụng, tranh chấp với người khác. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ tiền bạc đã được cải thiện khi có được người giúp sức. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc hãy tin tưởng mọi người xung quanh nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim cần phải cẩn thận, đang có tiểu nhân rình rập tìm cách để ngáng đường. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc
5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 87, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có thiên tài chưa chở, điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn khá là vượng phát. Trong ngày này với bạn tuổi Mão, rất có khả năng bạn sẽ nhận được những khoản tiền bên ngoài thu nhập chính của mình, đặc biệt là những ai làm nghề tay trái, ngành nghề tự do, có được nguồn thu nhập đó lại càng cao. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, có được một ngày phát tài phát lộc khi được các thần này trợ lực. Tuy không tránh được những khó khăn ban đầu, nhưng về cơ bản với bạn tuổi Mão đều có thể khắc phục được và mang lại tiền bạc về nhà. Buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập ra vào, ngược xuôi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng, điều này cũng sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn mệnh đã tiến triển khá là ổn định, không có gì cần phải bận tâm lúc này. Đôi lứa đã tìm hiểu nhau lâu ngày và có thể tính tới chuyện trăm năm về chung một nhà nữa rồi. Về ra mắt gia đình, nâng cấp mối quan hệ cũng là rất tốt. Còn đối với những người đang còn độc thân, đây là cơ hội thể hiện sức hút của mình trước những người khác phái nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, tài lộc vượng phát, có thêm nguồn thu nhập từ bên ngoài. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, người có nghề tay trái, có nguồn thu khá khả quan. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, người làm kinh doanh, buôn bán, khắc phục được những khó khăn để mang về tiền bạc về nhà. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, tình duyên tiến triển được ổn định, không có gì phải bận tâm. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, đôi lứa yêu nhau, có thể tính tới chuyện về chung một nhà. Đối với những người đang còn độc thân, cũng có cơ hội thể hiện bản thân mình với những người khác giới. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 85, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, điều này sẽ giúp cho bạn dễ dàng đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Và với bạn tuổi Thìn, bạn biết cách để cho người khác phải ấn tượng về khả năng của mình, từ đó tạo lòng tin cho mọi người xung quanh. Nhờ thế mà với bạn đạt được thành công nối tiếp thành công. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn, đôi lúc bạn không thể tránh được những thách thức khi ở vị trí cao hơn, nhưng với sự tự tin và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, bạn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, thử thách để đạt được mục tiêu mà bản thân mình mong muốn. Song với bạn tuổi Thìn, bạn cũng cần phải rèn luyện cho mình khả năng kiểm soát về cảm xúc tốt hơn, chứ đừng có để cho cảm xúc lấn át lý trí như vậy bạn tuổi Thìn nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có hỏa thổ tương sinh. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang khá là tốt. Cả hai đang trải qua những giây phút thăng hoa trong tình yêu. Còn đối với những người đang còn độc thân, có thể trong một mối quan hệ trên mức bạn bè đầy tiềm năng với một người bên cạnh, bạn hãy cứ để cho mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, chứ đừng có đốt cháy giai đoạn kéo lại thất bại trong gang tấc bạn tuổi Thìn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, dễ dàng đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, tạo được lòng tin với mọi người xung quanh, từ đó xây dựng được thành công. Tử vi tuổi Mậu Thìn
thuộc mệnh Mộc, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn để đạt được mục tiêu. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim cần phải rèn luyện cho bản thân khả năng kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, tình cảm có được sự thăng hoa, người độc thân chớ nên đốt cháy giai đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 95, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan độ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn cảm thấy mọi việc dễ dàng hơn. Với bạn tuổi Tỵ sẽ không gặp phải biến cố trong ngày hôm nay, và dù không quá nổi trội trong công việc nhưng nhìn chung với bạn tuổi Tỵ vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng của mình trong tập thể. Tại thời điểm này với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng có thể bắt tay vào những dự án mang tính chất sinh lời. Nhờ thói quen chăm chỉ và biết tích lũy cho nên bạn không có gánh nặng về tài chính, về kinh tế và có thể dùng chính khoản tiền đó để đầu tư sinh lời, kiếm thêm lời lại về cho mình. Chính vì thế với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải mạnh dạn đầu tư hơn để mang về cho mình ít lợi nhuận trong khoảng thời gian này nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng. Điều này có thể làm cho bạn gặp phải một số vấn đề về sức khỏe do tình trạng nóng trong gây ra như là viêm nhiệt, cả người bí bách. Cho nên với bạn tuổi Tỵ, bạn cần chú ý về dinh dưỡng cho cơ thể, uống nhiều nước hơn. Ngoài ra, với bạn tuổi Tỵ cũng nên cố gắng duy trì thói quen rèn luyện cơ thể thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để luôn có được nền tảng thể chất khỏe mạnh nhất. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa có được vận trình suôn sẻ, không có biến cố gì lớn xảy ra. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ duy trì được sức ảnh hưởng trong tập thể. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc có thể mạnh dạn đầu tư trong những dự án sinh lời. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim nhờ sự chăm chỉ và tích lũy cho nên không có gánh nặng về kinh tế. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng nóng trong. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 37, số 58, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Ngọ ở bên người thân đang cần những lời khuyên từ bạn. Bạn cần phải lắng nghe ước mơ và nếu có thể hãy giúp cho người ấy biến những ước mơ của họ thành sự thật nữa nhé. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này cũng sẽ khiến cho bạn tuổi Ngọ không được vô tư thoải mái cho lắm vì những nhận xét của người khác. Hãy sống đời sống của bạn một cách thoải mái nhất, chủ động nhất theo cách mà bạn có thể và đừng có bận lòng quá nhiều về việc người khác đánh giá gì về bạn. Chỉ cần bạn tuân thủ theo quy tắc chung và làm tốt vai trò của mình thôi, như vậy đã là được rồi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng không tốt tới vấn đề về sức khỏe của bản mệnh. Nhưng may mắn là không có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Với bạn tuổi Ngọ chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình và ăn nhiều rau xanh, củ quả hơn là được. Ngoài ra, cũng nên nhớ là uống nhiều nước là được bạn tuổi Ngọ nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim không nên bốc đồng, dễ đắc tội với tiểu nhân. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy kiên trì hơn, đừng có bỏ cuộc khi vấp phải những khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa nóng vội quá mức nên dễ dẫn đến những sự sai sót. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ
hoàn thành tốt công việc được giao. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, nhân duyên với người khác giới được tốt đẹp. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 30, số 57, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có tam hội trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có khả năng thấu hiểu được người thân của mình. Bạn hãy cho họa thấy rằng họa không đơn độc, và khi giáo dục dạy dỗ cho con cái, bạn cũng nên thể hiện sự tôn trọng một nửa của mình nữa bạn tuổi Mùi nhé. Và trong vận trình ngày thứ hai này, với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ như một luồng gió mới mang lại tinh thần thoải mái cùng với sự tin tưởng để giúp cho bạn tuổi Mùi cảm thấy vững tin hơn cho con đường mà mình đã lựa chọn đang đi sắp tới. Khó khăn là điều không có thể tránh khỏi, nhưng với bạn tuổi Mùi, bạn cần phải lạc quan, bạn sẽ vượt qua được tất cả. Ngày này, bạn tuổi Mùi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này cũng sẽ mang lại cho bạn có được những tin vui về sức khỏe. Ai đó đang ốm thì cơ hội để cải thiện về tình hình. Nhiều người đang hồi phục khá chi là nhanh. Tinh thần lạc quan cũng là tác nhân giúp cho bạn trở nên khỏe mạnh hơn nữa bạn tuổi Mùi nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, bạn nên xem trọng tình cảm và được yêu mến. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, có trách nhiệm hơn với gia đình, đừng có để cho người thân bị tổn thương. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, tình hình tài chính có dấu hiệu khởi sắc. Tử vi tuổi Thân Mùi thuộc mệnh Thổ, quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn, hâm nóng cảm xúc của đôi bên. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, hãy dùng tiền cho những mục đích phù hợp. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 27, số 85, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn cần phải lưu ý rằng trong ngày có sự xuất hiện của lục hợp, nghĩa là thời gian để chia sẻ, bầu bạn. Và nếu như trong ngày này người thân của bạn gặp vấn đề gì đó thì đó cũng là vấn đề của bạn. Họ luôn mong mỏi của bạn ở bên cạnh để nương tựa, an ủi trong thời gian khó khăn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ cảm thấy thất vọng vì ai đó có thể là người thân của mình. Khoan dung quả thực là một đức tính tuyệt vời. Nó dạy chúng ta biết cách tôn trọng người khác cũng như là tôn trọng chính bản thân mình. Đây cũng chính là ngày để cho bạn tuổi Thân học thêm tính khoan dung nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có họa kim xung khắc. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề về tiền bạc của bản mệnh. Và để hạn chế thêm những rắc rối với bạn tuổi Thân, nên thành thật nói thật các vấn đề này với một nửa của mình. Điều này thể hiện sự chia sẻ và tôn trọng người ấy. Biết đâu với bạn cũng sẽ tìm được giải pháp cho mình những vấn đề gặp phải hiện tại thì sao? Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, có ý thức rèn giũa bản thân để tiến bộ hơn. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, chớ nên bi quan. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, nên tập luyện thể dục thể thao thường xuyên để cải thiện sức khỏe. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, thay đổi để thích nghi tốt hơn với hoàn cảnh đang có. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, đừng có mãi nhìn về quá khứ một cách bi quan.
Và đánh giá của bản thân trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 62, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 8 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ nhắc nhở bạn tuổi Dậu nên thường xuyên cổ vũ, động viên một nửa của mình sẽ tạo ra thay đổi lớn trong cuộc sống gia đình nữa. Và khi có được sự khuyến khích, anh ấy, cô ấy sẽ tích cực hơn, nhiều trách nhiệm hơn để làm việc và phục vụ cho tổ ấm gia đình nhé. Trong ngày thứ hai này, với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, điều này nhắc nhở bạn nhớ rằng bạn không thể nào khiến cho tất cả mọi người đều hạnh phúc, bởi vì mọi người có một tâm trạng cảm xúc riêng và đó không phải là lỗi của bạn. Bạn đừng có áy náy về những chuyện ngoài tầm kiểm soát của mình. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Điều này sẽ không hề tốt cho sức khỏe của bạn, nhất là đối với những ai đang có sức đề kháng bị giảm sút, tình hình dịch bệnh đang còn diễn biến kéo dài. Với bạn tuổi Dậu cần phải nhanh chóng tìm ra cách để cải thiện sức khỏe của mình bằng việc ăn nhiều đồ với lượng vitamin đa dạng, uống nhiều nước, ngủ nghỉ đầy đủ nữa bạn tuổi Dậu nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này: tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, vợ chồng có được sự hòa hợp, tìm được nhiều điểm chung. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và lãnh đạo. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, đừng có lo lắng khi nhận những công việc có tính thách thức cao hơn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, tìm cách để tránh xa các nguồn lây bệnh. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, nhớ hãy giữ gìn vệ sinh cơ thể, nhất là đôi tay phải sạch sẽ. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3-4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 84, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày mùng 8 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi Tuất thêm sự tự tin để thoải mái thể hiện năng lực của mình mà không cần phải e dè trước ánh mắt của bất cứ ai. Với bạn tuổi Tuất, bạn dám nghĩ, dám làm, đưa ra nhiều ý tưởng mới mẻ, độc đáo, khiến cho những người xung quanh không khỏi bất ngờ về bạn nữa. Trong ngày thứ hai này, với bạn tuổi Tuất đó, chính những điều đó sẽ giúp cho bạn có được cơ hội thăng quan tiến chức rõ ràng, đạt được những mục tiêu đã đề ra. Và đến lúc đó, vấn đề về tài chính của bạn cũng không còn là nỗi lo với bạn nữa, tài lộc rủng rỉnh, tha hồ chi tiêu theo ý thích của mình nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất có được một ngày tình yêu thăng hoa, yêu thương chấp cánh, đôi con tim cùng chung nhịp đập, luôn quan tâm và chăm sóc cho nhau. Hai bạn có tình cảm vô cùng là tốt đẹp và dù có vấp phải những khó khăn, sóng gió thì cả hai cùng cố gắng để vượt qua vì đối phương nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này: tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, có thêm sự tự tin để thoải mái thể hiện năng lực của mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, dám nghĩ, dám làm, đưa ra nhiều ý tưởng mới mẻ và độc đáo. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, có được cơ hội thăng quan tiến chức, đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, tài chính sớm được cải thiện, không còn là gánh nặng về tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, tình yêu thăng hoa, yêu thương chắp cánh. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 74, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ,
màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ hai này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay nên tránh để những mâu thuẫn nảy sinh giữa bạn với mọi người, đặc biệt là những người thân, thì hãy cố gắng khéo léo trong cách ứng xử, đừng có để mình rơi vào những tình huống không đáng có làm rạn nứt mối quan hệ tình cảm đi nhé. Trong ngày thứ hai này, với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, điều này nhắc nhở bạn càng nóng giận càng dễ hỏng việc. Bất kể mọi việc diễn ra, dù có rối loạn như thế nào đi chăng nữa, thì với bạn tuổi Hợi, hãy cố gắng giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh và xử lý mọi việc thật cẩn trọng, tỉnh táo, đừng có để cho bản thân mình bị ảnh hưởng bởi những tác động từ phía bên ngoài. Ngày thứ hai này, với bạn tuổi Hợi, ngũ hành xung khắc cho thấy việc điều chỉnh lại đời sống của bạn nên bắt đầu bằng việc bỏ đi những gì không thực sự cần thiết sẽ giúp cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, nhẹ nhõm hơn. Một liệu trình làm mới bản thân mình là rất quan trọng của lúc này bạn tuổi Hợi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, hãy chuẩn bị một bữa ăn ngon để thư giãn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, bạn nên dành thời gian để thư giãn, thả lỏng cơ thể. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, tránh nói những lời vẹn vong, hứa suông. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, hãy giữ gìn về sức khỏe cho bản thân và gia đình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, được đánh giá cao từ những việc mà bạn làm nhỏ nhặt. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 11, số 85, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!